Một trong những thông tin nóng nhất trong vòng 24 giờ qua của làng tốc cầu thế giới chính là việc tiền vệ Paul Pogba dương tính lần 2 với doping và có thể sẽ lãnh án treo giỏ tối đa lên tới 4 năm. Vụ việc này bắt đầu từ khoảng 3 tuần trước khi Pogba bị phát hiện dương tính với testosterone, loại hormone giúp tăng sức bền của các vận động viên. Bạn đã từng nghe chất này rồi, ít nhất là vài lần thông qua các quảng cáo được phát trên truyền hình. Nói một cách dễ hiểu nhất, loại hormone này giúp đàn ông trở nên nam tính nhất có thể. Trong thể thao, testosterone sẽ giúp các vận động viên nhanh chóng hồi phục lại thể trạng, tăng khả năng chịu đựng kéo dài và duy trì sức mạnh cơ bắp. Vì vậy, FIFA đã đưa lệnh cấm sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào làm tăng testosterone. Đây là chất cấm trong bóng đá và có thể khiến cầu thủ phải chịu án treo giò rất nặng nếu vi phạm. Đáng tiếc, điều này đã xảy ra với Paul Pogba. Sau cuộc đối đầu giữa Juventus và Udinese vào hôm 20 tháng 8, Pogba đã được đưa đi xét nghiệm doping theo dạng ngẫu nhiên dù tiền vệ này không được tung vào sân. Mẫu xét nghiệm của Pogba đã cho ra kết quả dương tính với chất cấm. Ngay sau đó, Ủy ban chống doping của Italia đã thông báo điều này đến đội bóng chủ quản. Theo luật của FIFA, một cầu thủ vi phạm có thể bị cấm thi đấu từ 2 đến 4 năm, tùy thuộc vào đơn kháng cáo cũng như những đơn giảm án. Nếu cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới được cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc cầu thủ đó chỉ vô tình phạm luật, án phạt sẽ vẫn được đưa ra nhưng nó sẽ ở mức nhẹ hơn rất nhiều. Sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm, Pogba đã thú nhận với ban lãnh đạo Juventus rằng anh có sử dụng một số thực phẩm dinh dưỡng nhưng không hề biết nó có chứa testosterone. Phía đội bóng Italia cũng tỏ ra thận trọng để đánh giá tình hình. Tiền vệ người Pháp đã bị đình chỉ thi đấu ngay sau đó. Có huấn luyện viên trưởng Allegri thừa nhận ông không biết về kết quả của cuộc kiểm tra và kêu gọi chờ đợi thêm thông tin đến từ cuộc điều tra. Ngay sau đó, người đại diện của Pogba là Rafaela Mimenta đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đợi mẫu bề và cho tới lúc đó, chúng tôi sẽ không thể tiết lộ điều gì. Một điều duy nhất chúng tôi có thể khẳng định, Paul không bao giờ muốn vi phạm các điều luật." Bạn có thể thấy trong tuyên bố người đại diện Pogba có cụm từ tương đối khó hiểu, mẫu bề. Tại sao họ phải đợi kết quả xét nghiệm mẫu bề để đưa ra một phát biểu? Nó nằm ở quy trình xét nghiệm doping của một cầu thủ hay một vận động viên thể thao nói chung. Khi một vận động viên được đưa đi thử doping, mẫu xét nghiệm sẽ được chia làm hai mẫu, bao gồm A và B. Nếu như mẫu A cho ra kết quả dương tính, mẫu B sẽ được xét nghiệm với một phương pháp và quy trình cụ thể hơn. Một cầu thủ có thể yêu cầu xét nghiệm mẫu B sau 3 ngày kể từ khi được thông báo kết quả dương tính. Đây chính là trường hợp của Paul Pogba. Mẫu xét nghiệm của tiền vệ người Pháp được gửi tới một phòng khám tại thủ đô Roma và giờ khi kết quả đã được khẳng định, Pogba sẽ bị văn phòng công tố của Ủy ban chống doping điều tra. Tiền vệ sinh năm 1993 sẽ phải ra trình diện công tố viên của Ủy ban chống doping trong vòng một tuần để bào chữa cho bản thân hoặc được đưa ra để thẩm vấn. Trong một kịch bản đẹp nhất, Pogba có thể nhận tội và đổi lại sẽ được giảm án không quá 50%. Ví dụ như nếu anh bị phạt cấm thi đấu 2 năm, con số này có thể giảm đi 1 năm. Khi quá trình điều tra kết thúc, văn phòng công tố có thể khép lại vụ việc hoặc có thể đưa Pogba ra Ủy ban Olympic về phòng chống doping của Italia để xét xử vào lúc đó. Tiền vệ này có thể phải đối mặt với một án phạt rất nặng. Còn hiện tại, Juventus vẫn đang đợi những quyết định cuối cùng. Nếu FIFA quyết định đưa ra án phạt với tiền vệ này, Juventus hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng với Pogba, vốn đang có thời hạn đến mùa hè năm 2026. Thực tế, trường hợp của Pogba đã từng xảy ra nhiều lần ở làng bóng đá thế giới. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là vụ việc André Onana bị cấm thi đấu vì bê bối doping. Hồi năm 2020, thủ thành người Cameroon đã vô tình uống một loại thuốc được kê từ vợ của mình. Sau khi thức dậy và cảm thấy không được khỏe, loại thuốc Furosemide không có tác dụng tăng cường về mặt thể chất cho người dùng, nhưng có thể sử dụng để che giấu các loại doping khác. Sau một bài kiểm tra doping, Onana đã có kết quả dương tính với chất cấm. Ban đầu, cựu thủ môn của Ajax nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm, nhưng sau đó được tòa án trọng tài thể thao giảm xuống còn 9 tháng. Chia sẻ về án phạt đó, Onana cho biết: "Tôi đã uống nhầm nó với một viên aspirin vì bao bì gần như giống hệt nhau. Điều này tôi rất lấy làm tiếc. Tôi tôn trọng cơ quan kháng nghị của UEFA, nhưng tôi không chia sẻ quan điểm về quyết định của họ trong trường hợp này. Tôi coi đó là hợp lý vì UEFA đã thừa nhận rằng đây là một sai lầm không cố ý." Một trường hợp khác sát sườn hơn với Pogba chính là hậu vệ Jose Palomino của câu lạc bộ Atalanta. Trước khi mùa giải năm ngoái khởi tranh, hậu vệ người Argentina đã bị tòa án chống doping đưa ra án phạt treo giò tạm thời sau khi xét nghiệm dương tính với chất cấm. Mẫu xét nghiệm của Palomino chứa chất chuyển hóa của Clostebol, một loại steroid nằm trong danh sách cấm của cơ quan chống doping thế giới. Ngay sau đó, Palomino bị tạm đình chỉ 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. Sau đó vào tháng 11 năm 2022, cầu thủ người Argentina đã được Tòa án chống doping quốc gia xóa bỏ các cáo buộc và được trở lại tập luyện, thi đấu cùng các đồng đội. Một điều Pogba có thể rút ra từ hai trường hợp này là một khi anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với doping thì chắc chắn tiền vệ người Pháp sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng vài tháng. Nếu được xóa án, Pogba sẽ trở lại thi đấu, nhưng nó cũng sẽ rơi vào khoảng đầu năm sau. Hoặc nếu bị kết tội, Pogba có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu ít nhất 1 năm và nặng nhất là 4 năm. Nếu như nhận bức án kịch khung, cựu cầu thủ của Man United coi như đi tong cả một sự nghiệp. Bởi như bạn đã thấy, kể từ khi rời khỏi Old Trafford, Pogba chưa bao giờ làm đúng được những gì anh từng tuyên bố. Trong bộ phim tài liệu có tên là The Commentary của Amazon Prime, tiền vệ người Pháp gửi đi thông điệp anh muốn chứng minh cho tất cả thấy Manchester United đã mắc sai lầm vì không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Thông điệp đó được Pogba truyền tải đi cùng người đại diện thời điểm ấy, đó là Mino Raiola. Ông từng đưa ra một lời khuyên như thế này: khi chơi cho Manchester United, bạn là một con người khác. Đó quả thực là bất thường. Với đồng đội anh em ở trên tuyển Pháp, Pogba được trở về với bản ngã của chính mình, với phiên bản Pogba tốt nhất từng chơi cho Juventus và được mọi người yêu mến. Còn với Man United, cứ như có một điều gì đó đang ngăn cản cậu lại. Sau cùng thì tiền vệ người Pháp cũng đã trở lại nơi từng làm nên tên tuổi của anh. Juventus có được bản hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do, không phải mất một đồng phí nào. Ban lãnh đạo của họ cũng kỳ vọng rằng cầu thủ áo số 6 có thể đem đến những màn trình diễn tốt nhất, dù không được 100% nhưng ít nhất cũng phải bằng 2/3 tỷ lệ đó. Nhưng cuối cùng tất cả những gì nhà vô địch World Cup 2018 thể hiện được vào lúc này chỉ gói gọn trong hai từ: lãng phí. Anh từng lãng phí cả mùa giải 2022-2023 vì chấn thương với chỉ vỏn vẹn 10 trận đấu và đúng một đường kiến tạo. Điểm sáng duy nhất Pogba từng tạo ra trong mùa giải năm ngoái là đường kiến tạo ở phút 90+7 cho Federico Gatti ghi bàn vào lưới Sevilla ở Europa League. Ngày hôm đó, Pogba được chơi khoảng 20 phút trên sân nhưng cũng đủ gây thương nhớ với những pha thoát pressing hay chuyền bóng chẳng khác nào thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhưng sau đó một lần nữa, cầu thủ sinh năm 93 gục ngã vì chấn thương cơ đùi khi Juventus gặp Cremonese. Ngày hôm ấy, Pogba đã khóc. Chấn thương khiến nhiệm kỳ 2 của Pogba ở Juve cũng chẳng đâu ra đâu cả. Nhưng chính cầu thủ này cũng tự tước đi những cơ hội cho riêng mình. Tháng 8 năm 2022, Pogba từ chối lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Anh tự hồi phục theo cách riêng để nuôi hy vọng tham dự World Cup. Một tháng sau, Pogba phải phẫu thuật trong sự muộn màng. Sau đó là bê bối từ gia đình khi chính người anh trai Mathias lên mạng bóc phốt cậu em bỏ bùa hãm hại Kylian Mbappé. Rồi cả hình ảnh đi trượt tuyết vào tháng 12 năm 2022 khi Pogba đang trong thời gian điều trị chấn thương. Ai cũng biết môn trượt tuyết đem đến những rủi ro đến nhường nào với những cầu thủ đang có một đôi chân pha lê. Giờ đây một người vừa phẫu thuật xong còn đang chờ đợi vết đau sớm thành sẹo mà đã mạo hiểm như vậy. Thời điểm ấy, Pogba bị nhiều người nhận xét là thiếu chuyên nghiệp. Còn ở mùa này, anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn có 52 phút và tiếp tục gặp phải chấn thương. Sau đó là bê bối về doping xảy ra. Và đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Paul Pogba. Chúng ta có thể hiểu được những phát biểu của Pogba thời điểm anh rời Man United để về lại Juve. Đó là một sự uất ức đi kèm với quyết tâm để đội bóng cũ phải sáng mắt ra. Nhưng vận đen và hàng loạt bê bối đã khiến những phát biểu này bị quê quá rồi. Hãy nhớ Juventus vẫn đang phải trả cho tiền vệ này khoảng 200.000 bảng một tuần, với mức đóng góp chỉ hơn con số 0 một chút. Sẽ chẳng bất ngờ khi lão bà sớm chấm dứt hợp đồng nếu như Pogba chính thức nhận án cấm thi đấu. Nếu điều đó xảy ra, Pogba sẽ còn nơi nào để nương thân nữa đây?